Da mụn cắm nhiều thì làm gì để hết? Giải phóng cái bít tất tuyến mạng nhờn của em là ok. Tức là ở trên bề mặt da của em bị bít tất. Nó bị bít giống như nó có một cái lớp tế bào sừng chết mà nó dày đặc ở phía trên bề mặt da, nó làm cho cái tuyến bạ bên dưới nó không lưu thông lên được, nó tạo thành những mụn cám. Thì với cái mụn cám trộn với da và mụn cám của em nó chưa tiến triển thành cái mụn viêm thì em chỉ cần peel nhẹ nhàng hoặc kết hợp với hạt chất bôi tại nhà, ví dụ như tretinoin hoặc là salicylate đó, thì nó có thể cải thiện được vấn đề mụn cám của em. Không nhất định phải nhặt mụn, tại vì mụn cám thường ví dụ như là nếu mà em giải phóng được cái bít tất sau khi mà em dùng tretinoin hoặc là salicylate chẳng hạn, nó cũng làm cho cái danh mụn cám của em nó khô và trong quá trình em rửa mặt này kia nó tự bung ra, giống như là mình hay lấy tay mình cạy cạy cái. Nhưng mà đừng có cạy nha, trời ơi đừng có cạy nha. Tại vì các bạn mà khi mà các bạn cạy á, trường hợp mà cái mụn nó chưa kịp khô hết, các bạn chạy thì nó chỉ bay ra được cái phần đầu của cái cục mụn cám đó thôi, còn cái nhân nó vẫn nằm dưới. Và khi mà cái nhân nó không nằm dưới thì rất khó để mà lấy ra hết, nó sẽ tái đi tái lại hoài, và trường hợp xấu nhất là nó tiến triển thành cái mụn viêm, và mụn viêm là thì điều trị rất là khó làm nè. Hãy đến Kang U cho làn da đẹp thăng hạng nhan sắc.